你要拿哪个？这不就喝这个杯子？你看它那个凹吗？Là sao nó có thể gắn mấy cái đèn ở đây hay là nó dùng cái máy gì nó chiếu xuống nó đấy. Gắn điện vô á, gắn vô luôn hả? Nó đóng cửa rồi cái nó gắn điện lên. Này của rừng Tropica nè, bạn thấy đồ ẩm ướt sao? Yes, chim hót nó tùm lum. Highland Tropical. Nó lên độ cao chút xíu rồi nó hơi mát nhẹ. Rồi mấy cái lan nè. Wow. Tại cái chỗ này khác cái chỗ hôm bữa mình đi đó nha. Cái này là nó trong lồng kính. Cái nhà này là ở trong lồng kính, nó chuyên về thực vật nha. Chứ không phải chỗ hôm bữa mình đi coi đâu nha tỷ. Cây này hay quá nè, giống như nó ghép nè. Ở đây cũng có những loại cây với hoa quả quý hiếm. Này cũng hoa sứ à. Dạ, nhưng mà không phải cây của cao nguyên. Dạ. Yeah.
giống như hoa sứ mà không phải. Hoa này đưa ra là như hoa nước. Hoa không. Nó có 5 cái phòng. Cái đá này baby. Ha ha, cái lòng ngọt. Bé rồi, cái hoa ăn cu nè. Đấy. Hoa ăn cu. Rồi. Cái đó là cây hoa cây gan thịt đó. Cái kia nó ăn mấy con côn trùng á. So, like there. Yeah. Cái cây đó khi mấy con ruồi á, con mồi bay vô đó. Nó đang đi dissolve đó. Nó đang okay, ở trong này nóng quá. Đây nữa nè. Thân. Rồi. Ồ ha. Còn nó đâu mới ăn gì đó. Giống như cái bí đao vậy. Mà không phải. Ở rừng lạc đó nha. Trời ơi, cây này giống cái bạc hà, cái môn gì là bự ghê không? Yeah. 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 Ye
Cây em phải bật hà đi. Hello. Ông mấy bé đi chụp mấy cái hình, mấy cái hoa sao flower đẹp ghê. Nó xíu biết chụp hình cũng sợ. Phải không? Cây mấy con ruồi vô là chết á. Amazon. À, thấy Mỹ già diện đẹp không? Càng lớn tuổi càng diện. Không. Ở dần lạc đó nha. Thấy hai ông bà đẹp lão không? Bên này là khu hàng đới, là nơi là làm. They have research. They have greenhouses too, along the side.